Kính thưa các khán thính giả của phòng tản mạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một số thông tin liên quan tới vấn đề phân định biên giới Việt Nam-Campuchia. Vào chiều ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp và làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen khi cả hai nhà lãnh đạo đang có mặt ở Mỹ để tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. Bên cạnh những trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nói chung, tại buổi hội đàm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết cả hai quốc gia cho đến nay đã hoàn thành được khoảng 84% việc phân định biên giới. Thời gian vừa qua, Ủy ban biên giới của hai nước đã tiếp tục trao đổi, đàm phán về 6% trong 16% ranh giới đất liền còn lại. Đặc biệt, chia sẻ trên tờ Khmer Times, Thủ tướng Hun Sen cho biết một số người đã cáo buộc ông bán lãnh thổ Campuchia cho Việt Nam. Có người nói tôi bán lãnh thổ Campuchia cho Việt Nam, ông Hun Sen nhắc lại. Tuy nhiên, theo ông, trên thực tế, chính phủ hoàng gia đã nỗ lực hết sức để đảm bảo chủ quyền đất nước và quốc gia. Về phần Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, ông đã đặt một câu hỏi sâu sắc ngược lại, đáp trả dư luận khống nhắm vào Thủ tướng Hun Sen. Nếu Thủ tướng Hun Sen đem lãnh thổ Campuchia đi bán, tại sao chúng tôi còn cần phải đàm phán và giải quyết các vấn đề biên giới? Nhà lãnh đạo Việt Nam nói. Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng phụ trách văn phòng Thủ tướng Cao Kim Ha cho biết, trong cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính, cả hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy Ủy ban biên giới hai nước sớm hoàn tất đàm phán về 6% đường biên giới trên đất liền. Cũng theo ông, Thủ tướng Hun Sen đã mời Thủ tướng Việt Nam thăm Campuchia trước hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 năm nay để ký văn kiện biên giới về 6% đó. Sau Trung Quốc, vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia cũng khá phức tạp, trải qua nhiều năm phân định mà vẫn chưa đi tới được kết quả 100%. Như đã biết, Campuchia có chung đường biên giới dài 1.270 km với Việt Nam, điểm khởi đầu ở vị trí là giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào, điểm kết thúc ở vị trí cuối cùng của đường biên giới đất liền trên bờ vịnh Thái Lan, tiếp giáp giữa tỉnh Kiên Giang Việt Nam và tỉnh Kampot, Campuchia. Ngày 7 tháng 12 năm 1985, hai bên đã ký chính thức Hiệp định Hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Ngày 10 tháng 10 năm 2005, hai bên ký chính thức Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985. Hai nước đã tích cực làm việc trong việc phân định biên giới chung từ năm 2006 đến nay. Từ cuối năm 2016, hai bên triển khai việc cắm mốc phụ, cọc dấu, bổ sung trên thực địa để làm rõ thêm đường biên giới đã phân giới và triển khai việc xây dựng các văn kiện pháp lý để ghi nhận kết quả phân giới cắm mốc đã đạt được. Đến cuối năm 2018, hai nước đã hoàn thành phân giới được khoảng 1.045 km đường biên giới, đạt khoảng 84%, xây dựng được 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí, chưa kể cột mốc không số cắm tại vị trí ngã ba biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, và thống nhất khung các văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được. Ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam khi đó là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, và chứng kiến hai chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền hai nước ký nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam khi ấy là đồng chí Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhon đã đồng chủ trì lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn hai văn kiện pháp lý bằng hình thức trực tuyến. Với việc hoàn tất trao đổi văn kiện phê chuẩn hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia đã chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2020 và đi vào đời sống chính trị của hai nước. Có thể thấy, ở mọi cấp độ, lãnh đạo Việt Nam và Campuchia đều đã hết sức cố gắng, nỗ lực giải quyết những công việc vướng mắc còn lại. Phải hiểu rằng, đây là công tác hết sức khó khăn bởi vấn đề biên giới lãnh thổ bị chi phối nhiều do các yếu tố lịch sử, tình cảm, những tồn đọng về mặt pháp lý, phức tạp, nên mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc sẽ phải tiến hành từng bước, chặt chẽ, đồng thuận, hòa hợp lợi ích song phương. Đó là chưa kể, công tác phân định biên giới hai nước còn bị phá hoại bởi một số chính trị gia đối lập của Campuchia, những kẻ được các thế lực bên ngoài hậu thuẫn muốn phá hủy quan hệ hai nước. Điển hình là Sam Rensi, chính khách sinh năm 1949, từng du học ở Pháp từ năm 1965 và mãi tới đầu năm 1991 mới về nước, tham gia đảng Bảo Hoàng Phun Xê Phách của Hoàng thân Norodom Sihanouk. Sau này, ông ta đứng ra thành lập đảng riêng mang tên mình, rồi sáp nhập với đảng Nhân quyền năm 2013 để trở thành đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, CNRP.
Ngày 25 tháng 10 năm 2011, ông Sam đã dẫn một nhóm người tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An của Việt Nam và tỉnh Svay Riêng của Campuchia, nhổ 6 cọc dấu tạm thời mang về Phnom Penh. Việt Nam đã lên án hành động này của Sam Rensi và gọi nó là phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Việt Nam cũng nói các phát biểu vu cáo Việt Nam của ông Sam Rensi là nhằm mục đích phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia và yêu cầu chính phủ Campuchia có biện pháp xử lý thích đáng đối với ông này. Sau đó, chính quyền huyện Chan Che, tỉnh Svay Riêng của Campuchia đã kiện ông này ra tòa. Ông ta bị xử tù 11 năm về tội tuyên truyền thông tin sai lạc và phá hoại tài sản quốc gia, giả mạo, phát hành tài liệu và bản đồ sai trái nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Campuchia. Thế nhưng, Rensi đã kịp chạy sang Pháp để trốn tránh bản án. Đến tháng 7 năm 2013, ông được Hoàng gia Campuchia ân xá và trở về nước. Dù vậy, ngựa quen đường cũ, đầu năm 2017, trên mạng xã hội Facebook, ông Sam Rensi đã vu cáo Thủ tướng Hun Sen chi 1 triệu đô cho một nhà hoạt động chính trị để người này chia rẽ đảng CRP. Thủ tướng Hun Sen sau đó đã khởi kiện ông Sam Rensi tội phỉ báng và yêu cầu bồi thường 4 tỷ riên, tương đương với 1 triệu đô. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Tòa án thành phố Phnom Penh đã mở phiên tòa xét xử cựu thủ lĩnh Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CRP Sam Rensi. Thẩm phán Tòa án thành phố Phnom Penh đã yêu cầu ông Sam Rensi bồi thường cho Thủ tướng Hun Sen 1 triệu đô và phạt tiền 2.500 đô. Dù vậy, cũng như lần trước, Sam Rensi đã có đủ thời gian để chạy ra nước ngoài, sống lưu vong, không thi hành bản án. Ngày 16 tháng 8 năm 2019, sau một thời gian dài lưu vong ở Pháp, ông cho đăng một bài viết trên mạng xã hội Facebook nói rằng mình sẽ tìm cách quay trở lại Campuchia vào ngày 9 tháng 11 năm 2019 để giúp người dân đấu tranh, đòi lại quyền tự do dân chủ cho chính mình. Do vậy, chính quyền Campuchia đã không cho Sam Rensi bất cứ cơ hội nào để về nước, hoặc chính xác hơn, ông ta được phép về nước và sinh sống sau khi bóc 25 quân lịch. Ngày 1 tháng 3 năm 2021, Tòa án thành phố Phnom Penh đã tuyên án ông Sam Rensi 25 năm tù. Ngoài ra, ông này cũng bị tước quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử chính trị của nước này. Ngoài ông Sam Rensi, những cựu quan chức cao cấp khác trong đảng CNRP cũng bị kết án 20-22 năm tù. Họ cũng bị cấm tranh cử như ông Sam Rensi. Ông Sam Rensi và những thuộc cấp bị buộc tội bạo động theo Điều 27 và 451 Bộ Luật Hình sự Campuchia. Họ bị kết tội liên quan đến một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ dân cử của Thủ tướng Hun Sen để dọn đường cho ông này về nước hồi năm 2019. Một số thông tin để chúng ta thấy rằng vấn đề biên giới Campuchia-Việt Nam rất phức tạp, việc giải quyết tốn rất nhiều thời gian bởi không chỉ những khúc mắc về mặt lịch sử mà còn là sự phá hoại của các thế lực chính trị phản động tại Campuchia. Thế nên, về quan điểm cá nhân của phòng tán mạng, phải nói thế này, làm việc với Hun Sen dễ hơn nhiều. Mặc dù hiện nay, chúng ta đều biết là chính quyền Hun Sen đã ngả hẳn về phía Trung Quốc khi mà họ đã nhận quá nhiều từ Bắc Kinh để phát triển kinh tế quốc phòng. Tuy nhiên, không vì thế mà Hun Sen quên đi quá khứ, quên đi ai đã giúp ông ta sống sót và leo lên chức vụ cao nhất, lãnh đạo một đất nước trong hơn 3 thập niên. Hun Sen từng tham gia Khmer Đỏ và giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng ở vùng đông Campuchia Dân Chủ. Năm 1977, trong cuộc thanh trừng nội bộ của Khmer Đỏ, Hun Sen và nhiều chỉ huy ủng hộ Việt Nam đã chạy trốn sang Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi Việt Nam tiến hành chiến dịch biên giới Tây Nam và chiến dịch đánh bại Khmer Đỏ giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, Hun Sen là một trong những lãnh đạo quân đội và chính phủ cách mạng Campuchia. Sau năm 1979, Hun Sen được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Campuchia do Việt Nam hỗ trợ xây dựng. Tháng 1 năm 1985, khi mới 33 tuổi, Hun Sen đã trở thành Thủ tướng Campuchia, là Bộ trưởng Ngoại giao và là Thủ tướng. Hun Sen đóng vai trò nòng cốt trong việc đàm phán hòa bình Paris năm 1991, tiến tới một nền hòa bình vĩnh viễn cho đất nước Campuchia. Suốt giai đoạn căng thẳng chính trị những năm đầu Vương quốc Campuchia ra đời, Hun Sen vẫn đứng vững với sự hậu thuẫn từ Việt Nam, từ quân đội Hoàng gia Campuchia mà thực chất là quân đội nhân dân cách mạng Campuchia mà Việt Nam đã giúp bạn xây dựng suốt những năm 80. Và tới bây giờ, vị thế chính trị của Hun Sen vững vàng hơn bao giờ hết. Trong một tương lai không xa, khả năng rất cao, người con trai của ông Hun Manet cũng nối bước trở thành Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Với một lịch sử như vậy, Hun Sen không quên cái ơn của Việt Nam đối với ông ta và đất nước Campuchia, bất chấp việc trong một số vấn đề, đặc biệt là ở Biển Đông, ông ta nghe theo Trung Quốc hoàn toàn. Phản ứng trước một số lời chỉ trích về việc chính phủ Campuchia trao tặng cho phía Lào 13 triệu đô để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh hồi đầu năm 2021, Thủ tướng Hun Sen khẳng định khi người dân Campuchia gặp khó khăn thì những người bạn Việt Nam, Lào luôn bên cạnh và sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo. Nhớ về những giai đoạn khó khăn trước đây, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Campuchia luôn biết ơn những người bạn Việt Nam và Lào. Thủ tướng Hun Sen nói, năm 1979 là giai đoạn mà Campuchia gặp khó khăn nhất và khi đó Việt Nam và Lào cũng khó khăn.
Chúng ta còn nhớ, Việt Nam có phong trào mua một cân gạo, một cân muối thì chia cho người dân Campuchia một nửa. Lào khi đó cũng khó khăn nhưng vẫn chia sẻ khó khăn với chúng ta. Tấm lòng này cần phải khắc ghi trong lòng và phải sẵn sàng đền ơn khi nước bạn khó khăn. Tôi biết, khi đó người dân Việt Nam và người dân Lào còn không có đủ cơm để ăn, nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Vậy tại sao, khi chúng ta có điều kiện, lại không giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn? Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã có đóng góp hết sức to lớn để giúp nhân dân đất nước Campuchia được hồi sinh. Tôi xin gửi đến các ông bà, bố mẹ, bác trai, bác gái, chú, thím, các anh, các chị, các em trai, em gái, các cháu có bố, mẹ đã tham gia chiến đấu giải phóng nhân dân Campuchia, ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng Pol Pot. Nay người còn sống, người hy sinh, người bị thương, chúng tôi đều ghi nhớ công ơn của họ. Sự hy sinh mất mát này đã đóng góp cho công cuộc hồi sinh của nhân dân Campuchia, ông Hun Sen nói trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo của ta hồi đầu thập niên 2000. Thực ra, ở một chừng mực nào đó, làm việc với Hun Sen vẫn dễ dàng hơn nhiều so với đám chính trị gia đối lập có tư tưởng phản động thân phương Tây ở Campuchia. Những kẻ đó đâu có biết tới giai đoạn Campuchia chìm trong địa ngục Khmer Đỏ khi mà đang tu nghiệp ở Pháp, ở Mỹ. Họ nào có hiểu đồng bào mình sống như thế nào đâu, nhưng Hun Sen thì hiểu. Nói chung, vấn đề quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia rất phức tạp, ta phải rất mềm mỏng, đôi khi nhường nhịn, nhưng khi cần phải kiên quyết, có nhu, có cương. Cũng khó trách họ ở vấn đề với Trung Quốc, họ muốn phát triển kinh tế nhanh mạnh, họ chọn con đường nguy hiểm nhất, vay nợ, và khi nợ quá nhiều thì tất yếu thôi. Không phải chỉ Campuchia mà rất nhiều quốc gia trên thế giới như Sri Lanka, Solomon, rồi ở châu Phi đều rơi vào bẫy nợ đó một cách tự nguyện. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.